Chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay thì anh em mình đổi mảng. Đây, hôm nay anh em mình sẽ đi cắm câu cá lóc. Rồi chắc cắm nay mình cắm nhái. Rồi chắc lát nữa mình kết hợp với cắm thêm vài cần trùng nữa. Để xem coi hôm nay có được cái thành quả gì không nha. Rồi nào, mọi người cùng theo chân anh em mình ha. Rồi. Mình cắm cần đầu tiên. Mấy cái cây này ra. Mấy cái ao này thì bỏ quang rồi, là không nên là anh em mình quyết định chọn điểm này đi cắm. Đi rồi. Đường này đi, dòng này, dòng đường này dòng qua đi. Ok. Sau hồi nghỉ ngơi thì giờ ba anh em mình sẽ đi thăm câu. Nãy giờ thì ba nó đi công việc, nó mới vừa xuống tới. Giờ thì có đủ mặt ba anh em rồi. Rồi mọi người cùng theo chân anh em mình ha. Cua trắng nhá còn đó. Có không? Có không ba? Thấy nó quạt quạt câu rồi nè. Đâu? Nghĩa. Trời ơi hay. Dính này vậy? Dính. Ba hay quá. Còn vậy? Trời ơi, ô má ô nghèo chết. Trời luôn. Ơi. Nuốt lưỡi luôn ha ba. Có gì dùng nãy đi mình hết nghe. Thôi vậy là quý rồi. Coi gì nãy đâu. Thôi sao? Ba, em tích nhỏ luôn phải không? Rồi dính rồi. Trời ơi hay quá. Không có. Dính ba nè. Ơi có sao cẩn thận nha. Trời dính cá kìa, dính cá kìa. Đâu. Trời ơi. Trên thủ nhanh nghe ba. Còn con nhái luôn kìa. Ba chúi cái đầu xuống vừa giật lên để tránh bị gãy cái đọt đó, hiểu không? Nó sợ căng quá rồi nó chứ. Ừ. Thôi ơi. Nhái chết luôn rồi. Này còn sống không? Sống. Ơi nhái còn sống luôn. Ừ. Được vậy anh. Vậy mình tận dụng lại. Đỡ hao mồi ha. Sửa lại coi. Vô nồi. Rồi, vô luôn. Hên quá. Quá may mắn. Vậy là mình cũng có được thành quả rồi ha. Đưa xuống luôn. Cẩn thận nha. Đồ học còn không á. Sao cũng rung rồi, còn được. Thì được. Gỡ cái cây cái đó ra luôn ba. Ừ. Rồi. Còn cây đâu, đây cây nữa gì á. Không, tại chiều anh hai ấy. Dính. Dính không? Dính ra. Cái gì vậy? Sao? Có hàng hả? Ở cái bên giấy. Ở trái vàng. Mà không được bự. Trái vàng, có nghĩa là nó. Đúng không? Quá hay. Tiếp tục lên hàng thôi. Từ cái này quốc cái là nó mình lỡ làm cái rồi nó xảy vậy. Được. Nó làm một cái là khóc cho nó chịu á. Về cái vàng đấu bự. Được rồi. Vô thùng. Quá ăn mày vậy. Có dùng bày. Nói chung là giờ tích tiểu thành đại đi. Đâu
Ê, cố đây. Trời. Cá cẩn cũng được, cứ cá cầm tay. Trời quá đẹp như ngày hôm nay. Có vậy cũng đỡ nè. Hay quá ba. Út nữa. Này Út đổi vai trò không cần nha. Này hết. Hên. Dính kìa, dính kìa. Từ từ nhảy qua này, nhảy qua dính kìa. Tranh thủ nào ha. Sâu vậy. Có dướng không? Có dướng không? Đừng chở vậy. Ờ, chở chuối đầu rồi. Rồi, quá đẹp ba ơi. Nè, lại toàn cả. À, chất lượng cho chú em. Con này chắc nhỏ nhỏ hơn con bự tổ nãy. Nhỏ nhiều lần. Nhỏ hơn con bự tổ nãy phải không? Quá đẹp. Tức là bữa nay là bội thu hả? Ừ, bữa nay được. Bắt cứ vậy, bắt cứ vậy. Lưỡi này bao sảy rồi nè. Bao sảy. Dạ. Của chân á, cái răng nó bén lắm á nha. Quá đẹp. Răng bén thiệt. Ừ. Rồi. Tình hình bữa nay cũng khá ổn ha. Mấy anh em đi. Có không? Nè, dính nè, dính đâu? Hay dữ vậy? Rồi. Kìa, cái gì vậy? Không biết luôn. Cái gì vậy? Trời ơi, hay quá ba ơi. Quá đẹp. Cái kìa quá hấp luôn rồi. Đây rồi, gãy cần. Rồi, gãy cần luôn. Không sao. Nước ngửi rồi. Cẩn thận Út. Cái này đau quá. Đau quá rồi, nước lưỡi rồi. Nước lưỡi luôn hả? Bỏ trong phòng đi. Không ai gì giờ mình cứ bỏ vô thùng đây đi. Móc ngoài gỡ luôn đi. Móc ngoài gỡ luôn đi ba. Gỡ. Lầy dữ vậy. Cẩn thận á, để xuống đi ba, để cho nằm đất đi, để ừ. Rồi. Không có, lúc mà nó giải cái bắt đầu nó cạ vô trong cỏ á. Út này sướng quá ha. Ba giờ nó như thủ kho vậy đó. Quá đẹp. Cẩn thận nghe coi chừng cái gai đó nguy hiểm đó nha. Ừ. Giờ mở luôn ngăn lớn mới được. Rồi, bữa nay là quá im luôn rồi đó. Ngon rồi, bữa nay rồi. Rồi. Giờ thì mình cũng đã kết thúc cái buổi thăm câu của mình hôm nay. Giờ được thành quả của mình hôm nay. Ra nó đang đổ ra. Là nói chung là cũng được. Rồi là mấy được em cá lắp to quá ha. Trê. Mấy em cá cẩn. Cái cẩn nhỏ ở đây cá giờ cũng hết rồi, không còn nhiều. Giờ rồi nhảy ra. Quá đẹp. À, giờ mấy cái này mình làm gì đây? Giờ cũng đói rồi mình nướng ăn, nướng con hay con mình ăn đi. Nướng ha. Ừ. Giờ chị cũng được. Vậy giờ mình xin phép tạm dừng clip ở đây.
chín rồi nghe mọi người. Giờ mời mọi người thưởng thức cùng với anh em tụi mình nha. Rồi, mời mọi người nha. Cá chín thịt trắng đã thiệt. Không hỏi luôn. Thông thức luôn bài. Rồi nóng. Chấm miếng quá coi. Nóng dữ ta. Mời mọi người nghe. Chặt miếng lá cốc coi. Chặt miếng lá cốc thì cũng ngon. Miếng lăng nữa nè. Này có sử dụng nó ngon. Biết mấy nha. Thôi giờ cũng đã khuya rồi. Anh ba cũng đã chế biến xong cái món đặc trưng của mình là món cá nướng ngội rồi. Giờ thì cho phép anh em mình xin được tạm dừng clip tại đây ha. Cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng anh em mình ha. Rồi, chào tạm biệt mọi người.